It was pretty good. It was surprised. You were surprised. Ah, they were awesome. Wait, on the Mardi Gras, do we stop the party? Come on now, this is a flagship of the friendships. On the Mardi Gras, do we stop the party? So right now, how about we give you the song that I know you want to hear? Hit me with a wobble, let's go.
Maximus. Thank you. Maximus. Oh, okay. Circuit Maximus. Yeah. No worries. Thank you. You should have tried every one of them. Này, bỏ thêm vô này.
Is that how much it cost? $15. $15? Yeah. Hey, man. It's not worth it. Get on a boat on a cruise ship, right? That's great. Right, or yeah. Roller coaster on a cruise ship. Nice. Another day? Yeah, yeah. Why not? I want this one? No, no. Swear, yeah. One for you? Yeah. Anyone? No, I'm good. Take it out, man. Okay. Thank you. Yes. Chào chào bộ mang mình phát theo hay là ăn steak gì đó. Chờ ăn miếng steak là đủ gì rồi. Không. Ngồi đây tiện lợi này cũng đông đúc. Ừ. Ngồi đây cho mọi người quay phim được nhiều. Only the tails. Don't. It's coming with the tails, yeah? Appetizer, shrimp cocktail. Okay. Yeah. Để cái menu bằng này luôn nha. À, bây giờ là cái hiện đại. Chơi menu bằng này luôn nè. Mình chỉ cần scan cái barcode này nè. Đó, nó hiện lên thấy không? Cái bấm vô đây. Đó, ra menu. Mình vô cái ấy của nó mình scan à. Vô quay phim á, giống như chụp hình vậy đó. Được. Đâu có miếng chụp hình đi vậy. Chụp vô Facebook á hả? Đâu, chụp hình nó bật cái máy chụp hình lên của cái phone đó. Rồi scan này nè. Chụp hình bình thường á hả? Ừ, chụp hình bình thường á. Chụp đi. Thấy không? Ủa, chụp gì? Được. Chụp ở đây để... Có hiện lên gì không? Mình ăn lên đấy không? Nó hiện lên này nè, hiện lên này nè. Bấm vô đây cái này cái trang này. Đó này. Đây gì vậy? Có đồ ăn á. Cái menu á, menu bây giờ làm cho làm đây luôn. Khỏi phải. Cái khỏi phải đi vòng đường. Sweet and sour shrimp. Đúng rồi, cái đó là cái main course á. Main course là cái chánh á. Cái chánh nó có sweet and sour shrimp. Là cái loại ngọt chua. Ngọt. Chua ngọt. Chua ngọt, à, tôm chua ngọt. Ngọt chua, à, đúng rồi. Rồi nó có cái grill mahi gì đó. Muốn thì là người nào muốn thì có pumpkin kìa. Roast chicken là... Hey, how you doing? Very well, thank you. Well, my name is Persia, I'm gonna be one of your waiters together with Petur and Javier. Okay. The guy who give you bread and the water. Okay. You guys, everything okay with the menu? Any questions? Yeah, can we get lemonade? I want lemonade. Lemonade, yeah. Lemonade. Muốn nhận cái cần không? Bây giờ muốn lemonade không? Hot tea for her. Hot tea. Too hot tea and too lemon. You want to order now or later? Oh, Javier is coming to take your order while I get you your drink. Alright, sounds good. Thank you. Cuéntame
pay your orders and I'll tell him. So with speed of service. Tell me, what kind would you like it? Okay, we're gonna do a shrimp cocktail, 2 for each. Yes, 2 for each. Yeah. And then the main core. We got steak, right? Mang ngồi ngủ. Okay. Lâu rồi, cái đây là trước. Mang ngồi mang ngủ. Mỗi tay chụp mang biết. One well done. Vậy mà cũng để. Let me get a medium. Medium for you. Medium rare for me. Medium rare. All right. Ngủ ngon lành. And let me get the called Simon. The beef brisket. Brisket. Yeah. For you too. Yeah, for me. Yeah. Okay. How big is that? Is that small? Just small. For me, pieces? Like the steak, medium size. Okay. And grilled salmon for her. Her? For her salmon, right? For me too. Salmon for you. Yeah. And then có mua có cái gì shrimp gì đó. Sweet. Oh, sweet and sour shrimp. Yeah, for her. All right. Do y'all do any special dish like fried rice? No, like the Asian fried rice. No, we don't do that. You don't do that. Okay. Well, we stay in the menu. Oh, okay. So, what's your name? Huh? Your name? Kevin. Kevin. What's his name? Sam. And yours? Long. L O A M. Right, and that's what I was like. B-O-N. B-O. B-O, I'm sorry, just B-O. Just B-O. 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 B-O-N. Yeah, all right. Dessert. Dessert, melting cake, tiramisu. The last one. Oh, last one? Oh, dessert, okay. No dessert. Dessert? Alright. Right. Are you gonna take it out? Like, do you bring it out like after we're done with the main course? Yes. Oh, okay. All together. I know. Yeah. Muốn ăn xong cái đó đem qua liền thì nó có thể kịp. Lại gì? Trái cây là ăn trái cây ăn gì không? Thôi đồ. Ăn trái cây lấy phút đấy hả? No, nó đem ra luôn á. Yeah, let me get the ice cream. Let me get the vanilla, chocolate, strawberries. Do you have the pecan, butter pecan? Yes, butter pecan for you. Yeah, butter pecan. Two of those to him. Yeah. Okay, me too. Okay, butter pecan. Yeah. 2 scoops. Yeah. Bé ăn gì? Hả? Ăn trái cây hay ăn gì? Hay ăn ice cream luôn? Trái cây không? Chỉ trái cây ăn. Trái cây đi. Get the fresh tropical fruit for her. Chứ nó đem không nhiều đâu, chút bạn. Okay, tropical fruit. Yeah. Cần muốn ăn gì không? Let me get one of the tiramisu for him. Yeah, lấy đại. Lấy đại, ăn thử biết liền. Rồi, ok, thank you. Bây giờ order xong, order. Ngày mai là chắc có cách tình yên nào hả? Ngày mai chắc là có lobster này nè. Hôm nay là thực đơn của hôm nay. Đấy, này là cái appetizer này. Đây là cái món chánh này. Đây là món từ nướng, món nướng này. Và món này là món steak. Selection là mấy cái món này là tính tiền thêm này. Ừ, có mấy món tính tiền thêm. Còn này là món dessert này. Có kem, có đồ này nọ, cà phê cũng vậy này. Mấy cái đồ dưới đây là tính tiền này. Nào mà có cái số này nọ tính tiền này. Cocktail, rượu này nọ này. Bây giờ là họ dùng cái menu trên cái phone này để cho mình select. Không có cần phải dùng cái tấm giấy nữa. Tại vì dịch bệnh cũng tiện lợi lắm. Scan cái là vô thôi. Mỗi ngày mình scan cái nó có cái menu khác. Hôm nay là menu đầu ngày đầu tiên. Cơm mèo cho ăn bánh mì với trà bông mà không muốn ăn nữa, không dành tiếp. Đừng ngon lắm. Ok, chút xíu rồi anh em ra. Đây là shrimp cocktail. Thank you. Là qua chụp ảnh bán là mê ăn, qua chụp ảnh. Ôi, chụp ảnh. Ôi, chụp chứ. Mẹ bảo chụp ảnh. Để ăn. Đúng rồi, chua chua nó mới ngon, tự nhiên nó bỏ mê nè vô. Chỉ tích. Cái này ngon, ngon quá. Nó luộc rồi, nó chỉ để sống thôi. Nó chỉ để lạnh thôi. White sugar. Thank you.
Sáng thịt tăng luôn. Cocktail. Tăng thêm miếng nè. Giờ làm cũng ngon. Không. Ngon nhé. Rồi nó phải có chanh nữa mới ngon. Chanh nữa chua chua quá không? Spectacular Mardi Gras, and especially welcome here to our gorgeous pub restaurant. One more steak day. Thank you. In this restaurant, we have one single goal, which is to provide you with a great service, a wonderful friendliness and hospitality, and overall an amazing dining experience. Well done. And at this moment, my dear guests, I would like to take the opportunity and introduce to you the people which will deliver just that. I'm referring. Sweet swing, French fry, I mean fried rice. Cái này có lý rồi. Nhưng mà này nó có một đêm thôi. Nó có tối ngày thôi, mai nó không còn nữa. Lấy cơm bớt rồi. Cơm đi. À, đúng rồi, nó tôm mà. Cái gì? Con lấy cơm bớt rồi. But I think that is trái cây, dĩa trái cây. Okay. Oh, thank you. Này là kem butter pecan. Thế là mình vừa quên rồi. Ủa bánh gì đây? Bánh này bánh ngon ha. Bánh này là bánh ngon hả thím? Anh chúc mừng. Bánh này chúc mừng cheesecake vậy đó. Chụp tấm hình mà bỏ lên kìa. Yeah. Cái kiến này nè. Nhớ không cái kiến này nè. Mấy trước khi đi nhớ đây lấy cái giấy lao. Chứ không phải mà yếu rồi, tổ chiến rồi. Chà, bếp rồi. Đâu mình chạy lên cây xa lâu gần mình á. Đúng rồi, đi xuống rồi, đúng rồi, lên cây xa lâu gần. Đúng rồi, đây sushi rồi. Kitchen. Carnival kitchen. Dưới này ăn phải có tiền á. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ dân có tiền, nó không thích ăn ngoài, nó vô đi. Đi đây nè, quay đây nè. Đẹp. Ủa, đẹp quá, tối này đẹp ghê. Ai lên đây làm xét thì tốt. Đúng rồi. Nghĩ gặp leo mát. Thank you.
Có
2 cái 500, 2 cái 250. Khoảng ngàn, khoảng 2 ngàn trong đây có thể. Mấy ngàn, chắc trong vòng đây. Oh man. Oh, man. You can do it. That's what they're trying to get you. Wow, được à? Oh, oh, được. Còn 12 credit nữa. Nhưng mà credit. That's how they do it. It shake. That thing shake. If it don't shake, then you get it, but it shake. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một gì đó nữa cái gì rồi. Attention please ladies and gentlemen, to all our casino guests at the Mardi Gras Casino is a must required venue. Ladies and gentlemen, whether you are passing by or enjoying one of our table games or snow games, remember you must wear a mask. Is required while in the casino, ladies and gentlemen. Oh, thank you very much for your... We love the Beatles. Turn me on, let's party and go.
Brian, amazing. You know what? Here on the Mardi Gras, are we going to stop the party? I love you already, this is amazing. In about 5 minutes time, we're pepperoni. Thank you.